Vâng, kính thưa quý cô bác, anh chị, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được trời Phật thương tình mà hóa hung thành cát, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Tiên tri chấn động chưa từng có. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tháng 1 âm lịch, vận đỏ hơn son, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhét chật két, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 là tuổi con trâu, thuộc mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng dưới biển. Người tuổi Ất Sửu được Thích Ca Mâu Ni ban thọ, Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ban trí tuệ, nên người tuổi này thông minh, tài trí, nói năng ứng đối khôn khéo, không để làm mất lòng ai. Tính người tuổi Ất Sửu cần cù, siêng năng, làm việc chu đáo, cẩn thận, có trách nhiệm và luôn dựa vào ý chí của mình khi định làm bất cứ điều gì. Tuổi Ất Sửu trọng chữ tín, đến nơi đến chốn. Tuổi này tính tình mềm mỏng song lại rất cứng rắn, cương quyết, bình tĩnh lập lại trật tự. Họ cũng có tính bảo thủ, tôn trọng nề nếp cũ, kỹ lưỡng và sòng phẳng, không thích nợ nần. Còn khi nợ nần thì nhớ rất kỹ và họ cũng thích người khác cư xử lại như vậy. Ất Sửu ham làm những công việc tiên phong, đi đầu, nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm. Nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý, lo cho mình trước, thì phần nhiều họ là những người khá giả. Giàu có, người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu mới có tài sản để dành. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Ất Sửu, trong tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn dự báo, Ất Sửu gặp được thiên đức cát tinh trợ mệnh, mọi sự đều có quý nhân trợ giúp. Nói chung tháng này mọi việc đến với bạn tương đối suôn sẻ, sẽ có người là cấp trên hoặc là người có chức quyền giúp đỡ. Tuổi Ất Sửu tháng này gặp sao thiên y nhập mệnh, tọa nguyệt trụ chủ nhân từ, lương thiện, thích giúp đỡ người khác, biết dùng lời nói để an ủi nhân tâm, nhạy cảm hiếu học và thông minh. Là người chăm chỉ, có thiên hướng chữa bệnh hoặc cứu giúp người khác, nó cũng ngụ ý một tháng mạnh khỏe, không bị bệnh tật quấy nhiễu. Thiên y chủ bệnh tật sớm khỏi, trong nguy có an. Về cơ bản, người tuổi Ất Sửu có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Cát khí năm mới Giáp thì mang lại tác động tích cực cho người tuổi Ất Sửu trên nhiều phương diện. Con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý, càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể, bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm. Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch thấy rằng, ngay đầu năm mới, phương diện tình cảm có tốt có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình,
vợ chồng cần quan tâm hơn đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Đồng thời, bản mệnh cần giữ khoảng cách vừa phải với người khác, đừng để lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Ất Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng đầu của năm mới Giáp Thìn này. Dưới tác động của cục diện Tý Sửu nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học. Như vậy thì bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bản mệnh. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, những lúc như vậy, bạn không nên ôm mọi chuyện ở trong lòng, hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho mình. Về phương diện tài lộc của người tuổi Ất Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Thiên Đức Cát Tinh mang tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng, nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, đầu năm mới Giáp Thìn, được Thiên Đức Cát Tinh trợ mệnh và sao Bách Việt chủ đào hoa, đem lại nhiều dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên cho người tuổi Ất Sửu, đặc biệt là đối với người còn độc thân. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi giúp bạn quen biết được với nhiều người khác giới, trong đó rất có thể sẽ có người phù hợp với những tiêu chuẩn bạn đặt ra. Con giáp này hãy nhiệt tình và cởi mở khi trò chuyện với mọi người. Bạn bày tỏ suy nghĩ của mình sẽ giúp thu hút những người có cùng tần số, từ đó đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau, nên mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ đưa ra được cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, do tác động của Bách Việt, nên tháng này xung quanh bạn cũng xuất hiện các đối tượng khác giới nhiều hơn. Con giáp này cần chủ động giữ khoảng cách với người khác, nếu không những lời đồn thổi sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh tình ngay lý gian, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hạnh phúc gia đình. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Ất Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 1 này, bởi dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn trong quá trình làm việc. Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tâm sự với người thân để được gỡ rối, chớ ôm mọi chuyện trong lòng. Tiếp theo, tử vi từng tuần tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Sửu, tháng 1 âm lịch 2024. Bước sang tuần mới, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, tuổi Ất Sửu biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng. Thiên ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp, nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập. Thế tuy nhiên những người tuổi Ất Sửu vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực, nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng. Tuần mới, sẽ có người ghen tị với tuổi Ất Sửu,
nhiều con giáp tuổi Ất Sửu có những thông tin không tốt, bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này những người tuổi Ất Sửu đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ, ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Mão, Ngọ, con số may mắn 5, 8, 63, 34, 08, nữ 7, 24, 36, 57. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Sửu, tháng 1 âm lịch 2024. Người tuổi Ất Sửu sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ. Đối với những con giáp tuổi Ất Sửu độc thân, dường như một người mà bạn không ngờ tới đã để ý bạn một thời gian rồi. Những người tuổi Ất Sửu trong tuần mới vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc trong tuần này. Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, nhưng bạn cũng nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định. Xuất hiện đại hao không phải là yếu tố đáng lo. Khi những khoản chi lớn trong tuần này đều nằm trong kế hoạch của bạn từ trước, đó càng là động lực để bạn làm gì cũng có dự tính cẩn thận từ trước. Dự báo tuần này người tuổi Ất Sửu sẽ cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử sức những phong cách mới mẻ, hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà trở thành trung tâm ở bất kỳ nơi đâu bạn đến. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, con số may mắn 5, 5, 50, 09, 83, nữ 1, 18, 87, 35. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Sửu, tháng 1 âm lịch 2024. Tuổi Ất Sửu có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp con giáp này có thể sẽ giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí. Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn. Nhờ sự thay đổi thú vị này, người tuổi Ất Sửu cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Con giáp này sẽ muốn cắt giảm tinh bột hoặc đường và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản. Ảnh hưởng của tiểu hao không thể xem thường, đó có thể là những khoản tiền đi uống cà phê, mừng sinh nhật, mua món đồ giảm giá. Tuy nhiên, cũng có thể khiến cho người tuổi Ất Sửu sẽ làm hao hụt một khoản kha khá đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 1 đến 3 giờ, màu sắc cát tường vàng, xanh, quý nhân phù trợ Tị, Sửu, Tý, con số may mắn 5, 2, 79, 20, 93, nữ 4, 33, 53, 10. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Sửu, tháng 1 âm lịch 2024. Tuổi Ất Sửu đang không vui thì cũng đừng che giấu tình trạng hiện tại của mình, chỉ bằng cách báo cáo trung thực, bạn mới có thể giảm thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Tuần này con giáp tuổi Ất Sửu ưu tiên sự an toàn, nếu không được đánh giá quá cao. Những người thuộc con giáp này hãy bình tĩnh, vì nếu muốn lên một bệ đỡ lớn hơn để phát triển, cũng không phải là điều dễ dàng. Chính quan xuất hiện vào giữa tuần để hỗ trợ con giáp này, có thể xử lý rắc rối nhưng khó khăn còn rất nhiều. Vì thế tuổi Ất Sửu không nên chủ quan, tốt hơn hết là tránh xa những tác nhân tiêu cực, ví dụ như những ai hay chống đối, nói xấu về bạn. Xuất hiện của Thái Tuế hung tinh nhắc nhở con giáp này nên cẩn thận trong công việc. Khi xuất hành xa, nếu uống rượu, bia thì nhất định những người tuổi Ất Sửu hãy để người khác điều khiển xe đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường đen, hồng, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ, con số may mắn 5, 2, 68, 26, 39, nữ 4, 15, 53, 40. Thưa quý anh chị tuổi Ất Sửu 1985 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới,
Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ. Đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Ất Sửu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Ất Sửu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Ất Sửu nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024 tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là: Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là: Canh Tí 1960, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Đinh Tị 1977, tốt, Mậu Thân 1968, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Ất Dậu 1945, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Bính Tý 1996, khá, Mậu Dần 1998, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là: Nhâm Dần 1962, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Ất Hợi 1995, xấu, Kỷ Sửu 1949, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Tân Hợi 1971, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá. Bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chí cũng tốt. Tốt nhất là cưới gả,
trổ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, sắc dục có một sự thu hút lôi cuốn rất mạnh với mọi người. Phần đông những nhà đạo đức thường nhắc nhở mọi người phải biết độ sắc dục để bảo trọng sức khỏe. Tại sao lại phải tiết độ sắc dục? Nó mang đến những tai hại gì? Đức Thích Ca Mâu Ni nói, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Ta cũng không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Lời dạy này để cảnh giác chúng ta. Sắc dục có một sức mạnh phi thường lôi cuốn và xâm chiếm tâm con người, khiến cho họ không còn sáng suốt. Chỉ vì vô minh nên mọi người đắm đuối trong dục lạc, sắc dục. Nhưng hiểu biết là một việc mà cần phải thường xuyên cảnh tỉnh tâm mình để hướng nó đi về một con đường cao thượng hơn. Vì sắc dục là một hành động hết sức tội lỗi mà mấy ai đã lưu ý. Người ta cứ ngỡ tưởng trai gái ôm nhau hưởng thụ khoái lạc là hạnh phúc. Nhưng khoái lạc chỉ là một cảm giác nghiện ngập cấp thời của cơ thể. Nó là một cái lực của nhân quả cám dỗ và thúc đẩy, đưa con người vào quỹ đạo sinh tử luân hồi khổ đau. Vì thế nó là một sự thật, khổ đau như thật. Khổ đau suốt cuộc đời khi hai người thành vợ, thành chồng. Sự khổ đau ấy không phải chỉ một người hai người mà nhiều người sau này nữa, con cháu nối tiếp. Một phút truy hoan sắc dục là đã đánh mất đi một năng lực vô giá quý báu trong thể xác và tinh thần của con người. Người đời thường tham đắm sắc dục nên trí óc thông minh lần lần lụi bại. Một nhà phát minh mà tâm còn tham sắc dục thì không thể phát minh những việc vĩ đại được. Một nhà tu hành mà tâm còn tham mê sắc dục thì sự tu hành chỉ phí công, chẳng bao giờ có đủ năng lực làm chủ sự sống chết luân hồi. Tâm sắc dục tai hại như vậy, nhưng người ta si mê tham dục là của nó mà quên đi bổn phận và trách nhiệm đạo đức phải biết thương mình, thương người. Sau cuộc truy hoan sắc dục, cái gì khổ đau sẽ mang đến cho những người trong cuộc, không thể nghĩ lường được, dù thuận hay nghịch cảnh vẫn phải ôm lấy những sự khổ đau này. Sắc dục thường mang đến cho kiếp sống con người một sự thống khổ rất lớn. Nhưng mấy ai đã để ý và thấy sự thống khổ này? Trong những năm tháng lâu đời, người xưa đã dùng trí tuệ và khả năng của mình để lại rất nhiều kinh nghiệm và cách nói để lại cho thế hệ sau.
và thể hiện nó dưới dạng những câu nói hay, tục ngữ, để ngăn chúng ta không đi đường vòng, chẳng hạn đừng tham lam sắc dục và đừng ham ăn vào lúc nửa đêm là một trong số đó. Vậy câu hỏi đặt ra là câu này có nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa không? Muốn hiểu câu này trước hết cần hiểu tam canh tượng trưng cho điều gì? Vào thời cổ đại, người ta chia thời gian thành 12 giờ và mỗi giờ đại diện cho 2 giờ và canh 3 còn được gọi là thời gian của 3 giờ, là khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Có nghĩa là trong câu này, người xưa đã cảnh báo con người không nên đắm chìm trong sắc đẹp sớm khuya và cũng như vậy, đừng nên tham lam ăn giữa đêm nếu không có thể có ảnh hưởng xấu nhất định đến cơ thể. Thông thường, khi nói về sắc dục, người ta thường nhấn mạnh tới tình ái si mê, ân ái thân tình. Tuy nhiên, sắc dục cũng có thể là lòng ham muốn đối với tất thảy những hình sắc vừa mắt và nhân sinh quan của người nhìn, từ ngoại hình nam tử, nữ nhi, hay những vật dụng vô tri vô giác như vàng bạc, châu báu, thiên nhiên tươi đẹp. Đam mê sắc dục là tự phá hoại đời người, là phàm phu tục tử, tự dìm mình xuống vũng bùn mê muội không rút được. Đức Phật ví họ như những đứa trẻ dại khờ. Ở xã hội nguyên thủy, con người chưa có công cụ thắp sáng nên nhìn chung sớm tối ngủ quên. Trong xã hội phong kiến tuy có đèn cầy, nhưng hầu hết đều xuất thân từ xã hội nông nghiệp, có thói quen sinh hoạt. Vì vậy, vào ban đêm, nói chung là khi mọi người chìm vào giấc ngủ và cơ thể bắt đầu nghỉ ngơi, về lâu dài, cơ thể con người đã hình thành những quy luật nhất định và mỗi cơ quan đều vận hành theo trạng thái này. Nhưng ở thời đại của chúng ta, việc phát minh ra ánh sáng điện và công nghiệp đã làm phong phú thêm cuộc sống về đêm của con người rất nhiều. Tất nhiên, một số người không đi chơi đêm cũng có thể là những người ngủ muộn vì công việc, học tập hoặc chơi game, xem phim. Lúc này nhiều cơ quan trong cơ thể đã nghỉ ngơi, không thể tiêu hao nghiêm trọng nên đã gây ra những tổn thương nhất định cho cơ thể. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.